Xin chào tất cả các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Vào ngày 5 tháng 7 mình có một cái video hướng dẫn các bạn nhận 100 token có ký hiệu là CRTL. Thì bạn nào đã có tham gia dự án này thì cần vào phần link trong phần link mô tả dưới video, mình mở link form ra để khai báo các bạn. Thì token nó không phối vì trên cộng đồng có rất nhiều ví trùng lập spam các bạn. Thì nên dự án nó sẽ kiểm tra lại các bạn. Rồi thì các bạn click phần link combo của mình. Bot mình có đấy phần link Telegram đó, các bạn join vào kênh iRob của mình, các bạn lấy thông tin lên nha các bạn. Rồi dòng đầu tiên thì các bạn submit Telegram profile link. Submit Telegram profile link. Thì các bạn mở Telegram của các bạn ra nha các bạn. Các bạn nhấp vào ba cánh cùng nè. Vào setting nè. Nhấp vào username nè, các bạn copy cái link này nè các bạn. Rồi các bạn copy, các bạn dán vào đây nha các bạn. Tiếp tục username profile tại Twitter link thì các bạn trả qua con bot nè. Đâu ta, đem qua con bot các bạn. Rồi thì submit tại Twitter profile link thì các bạn mở tại Twitter các bạn nha bạn. Thì trước kia các bạn đã khai báo trên con bot trên tại Twitter nào thì các bạn khai báo là y tại Twitter đó nha các bạn. Rồi bạn bao nhiêu hồ sơ nữa, bạn bấm ba cánh cùng nhấp vào chia sẻ nè các bạn. Rồi các bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi các bạn gửi vô đây nè các bạn. Sau đó submit đường link profile Facebook thì các bạn cũng lấy đường link profile Facebook mình nha các bạn. Cái Facebook này của mình bị phá ạc, không biết có về không. Thôi cứ đại đi. Nó chỉ nó kiểm tra địa chỉ ví mình mà. Rồi submit đường link Instagram đây nè. Các bạn chỉ copy các bạn sang qua thôi các bạn. Rồi tiếp tục các bạn gửi địa chỉ BNB sẽ margin bet 20 trên chiếc wallet của các bạn trước khi đã khai báo nha các bạn. Tốt nhất thì mình khuyên các bạn nên sao chép cái bên combot sang qua. Rồi sau đó các bạn kiểm tra lại một lần nữa thông tin có chính xác đàng hoàng không các bạn. Rồi nếu thông tin chính xác đàng hoàng hết thì bạn bấm gửi là xong nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn rút con token iDrop đến đây cũng kết thúc rồi mà. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nha.